shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì tập ngày hôm trước á, mình có tiến hành đi thuần hóa game Allosaurus này nha các bạn ơi. Thì khi thuần hóa xong á thì chúng ta có thể cởi nó bằng cách dùng cái cây whip này nè, lít chuột phải vào. Đó, thì là được nha các bạn ơi. Và để điều khiển nó thì chúng ta có thể chế tạo một cái school tích nè. Với công thức khá là đơn giản luôn, từ một cái stick và một cái school. Khá là hay các bạn ơi, để mà cho nó đứng yên nè. Ui, sao không được các bạn à? Có vẻ như là cái em Allosaurus này đang bị lỗi rồi. Thường á thì mình sẽ dùng cái school tick này nè để mà điều khiển cho Allosaurus nó đứng yên nè, nó đi theo mình hoặc là nó di chuyển tự do các bạn ơi. Nó có 3 chế độ. Nhưng mà hiện tại thì có vẻ như là cái school tick này đối với Allosaurus nó đang bị lỗi rồi thì phải. Tiếc ghê đó các bạn ơi. Rồi thì trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành hồi sinh thêm 4 cái loại cây cổ đại nữa nha. Tập ngày hôm trước á, mình đã hồi sinh xong 4 loài rồi nè. Mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn coi nè. Lần này là tên tiếng Việt của tụi nó nha các bạn ơi. Đây, loại đầu tiên chính là dương sĩ cổ đại. Các bạn sẽ cần phải trồng nó dưới những cái tán cây nha. Ui và trồng cái cây dương sĩ cổ đại này á, mình đã bị hư một cái bức tranh rồi nè. Ôi ôi, thành cái bức tranh đấu võ luôn rồi. Chán ghê đó. Và cái loài thứ hai đó chính là Benetitel. Loài này là á tuế nha các bạn ơi. Ồ, nghe rất là đã luôn nha. Đây là á tuế. Để tìm ra những cái tên tiếng Việt á, mình khá là cực khổ luôn đó các bạn ơi. Và khi mà đã tìm ra được rồi á, mình lại càng không có biết cái á tuế là cái cây gì nữa chứ. Đây là những cái loài cây nó đã tuyệt chủng rất là lâu lắm rồi đó các bạn à. Loài tiếp theo đó chính là Cephalotaceous. Đây là cây đỉnh tùng nha các bạn ơi. Đó, cái này thuộc chi đỉnh tùng. Đó, nói chung thì chi họ bộ ngành đó các bạn ơi, chứ nó không phải là một cái loài cây riêng biệt gì đâu. Và cuối cùng là Lycoboreal Fighter. Đây là thông đất nè các bạn ơi. Hoặc các bạn có thể gọi là cây thạch tùng cũng được. Ui, khá là hay luôn. Cây này thuộc cái ngành thông đất cũng như là ngành thạch tùng nha các bạn ơi. Còn bên đây là chi đỉnh tùng nha các bạn ơi. Wow, khá là khó chịu luôn. Đây thì là bộ á tuế. Chỉ có dương sĩ cổ đại thì nó là một cái loại cây riêng biệt thôi. Ôi ôi, cái này nè các bạn ơi, bộ á tuế, chi đỉnh tùng và cái kia là ngành thạch tùng các bạn ơi. Trời ơi, kinh khủng. Thì tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành tiếp tục hồi sinh thêm 4 cái loại cây cổ đại nữa nha các bạn ơi. Và 4 cái loại cây đó chính là Ratigus, Dilophia, Ephira và Florisantia. Trời ơi, cái tên khá là khó chịu các bạn ơi. Thì giờ mình sẽ gọi bằng cái tên tiếng Việt nha các bạn ơi, cho nó dễ đọc. Đây là táo gai nha các bạn ơi. Đó, hay các bạn cũng có thể gọi là sơn tra cũng được. Đây thuộc cái chi sơn tra, chi táo gai nha các bạn. Loài tiếp theo là Dilophia. Đây là một loài hoa thời tiền sử thôi. Đó. Loài thứ ba trong tập ngày hôm nay đó chính là Ephira. Cái loài này nó thuộc nhóm cây bụi có tên là chi ma hoàng nha các bạn ơi. Đó, rất là khó chịu luôn. Và loài thứ tư trong tập ngày hôm nay cũng là một cái loài thực vật có hoa có tên là Florisantia nha các bạn. Ui, tính ra thì tập ngày hôm nay mình sẽ hồi sinh hai cái loài thực vật có hoa, một cái loài táo gai và một cái loài cây bụi nha. Khá là hấp dẫn luôn. Ok, chúng ta sẽ tiến hành tìm tụi nó thôi bạn ơi. Ở đây thì chúng ta đã có được 3 loại bào tử luôn nè. Ui, cũng khá là hay đó các bạn ơi. Vào này kiếm thêm nào. Ui, vẫn là 3 loại hả? Ui, sao cái loại thứ tư là loại gì mà kiếm nó hiếm quá vậy ta? À, cái loại thứ tư đó chính là Ephira các bạn ơi. Ephira. Loại thứ tư là Ephira các bạn ơi, nên kiếm nó khá là hiếm luôn đó. Ui, mình chỉ có được 3 loại thôi hả? Cái Ephira là sao nó hiếm quá vậy ta? Rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm thêm nữa nha các bạn ơi. Cái Ephira hình như mình không có thì phải. Ui, sao kỳ vậy? Bên này thì không có gì rồi. Chúng ta phải tới những cái analyzer thì mới có các bạn ơi. Đó, đây là những cái máy phân tích nè. Vẫn là 3 loài nữa các bạn ơi. Không có thấy loài thứ tư đâu cả. Ui, sao kỳ vậy ta? Các bạn ơi, có vẻ như là hạt giống của Ephira nó sẽ không có thể có được rồi các bạn à. Ui, khá là đáng buồn luôn.
Mình toàn tìm thấy ba cái loại hạt giống này thôi nè. Đó, Dewhoffia nè, Florisentia nè, và Retigus. Đó, còn Ephyra thì mình không thấy các bạn ơi. Chắc tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành hồi sinh ba loại cây cổ đại thôi bạn ạ. Trời buồn vãi chưởng ạ. Mình dự định hồi sinh 4 loài nhưng mà một loài nó đã không có rồi bạn ơi. Khá là đáng buồn luôn. Thôi kệ, thì tập ngày hôm nay mình sẽ hồi sinh 3 loài thôi nha. Đó, và mỗi loài sẽ là 21 cây thôi nha các bạn ơi. Đó, chúng ta phải hồi sinh cho nó chuẩn chỉnh cái đã. 21 cây mỗi loài thôi nè. Ok, mình sẽ dọn dẹp cái đã. Bên đây mình trừ ra 7 cái hạt giống đi. Đó, thì tập ngày hôm nay mình sẽ không có hồi sinh cái loài nằm trong chi ma hoàng đâu nha các bạn ơi. Cái đó là thuộc cái giống cây bụi đó, có tên là Ephyra. Buồn vãi chưởng hả. Thôi giờ mình sẽ tiến hành đi múc sữa. Ủa sao mình có cái xô trong đây vậy ta? Ơ sao kỳ quá vậy, tại sao lại có cái xô trong này? Mình sẽ lên đây mình lấy thêm những cái xô nè các bạn ơi. Đó, 9 cái đâu nè. Chúng ta có khá là nhiều cultivars ở đây luôn, và phía bên này cũng vậy luôn nha các bạn ơi. Mình sẽ đi múc sữa bò thôi. Đáng lẽ ra mình nên cho cái con bò ở bên trên các bạn ơi. Mỗi lần lấy sữa phải đi xuống như thế này nè, khá là cực khổ luôn đó. Ok, và múc thêm một cái nữa đi. Ồ, xong rồi nè. Giờ mình lên mình bỏ nó vào cái thùng cấy thôi bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ chia mấy cái hạt giống ra đi. Đó, 5 cái hạt giống. Ok, bên này cũng 5 cái hạt giống luôn. Chúng ta cứ chia nhỏ nhỏ ra các bạn à, cho nó làm cho nó nhanh. Tôi tiến hành nó cây ghép cho nhanh chứ, chứ không là chờ tới mai luôn đó. Rồi, coi như là xong phía bên đó rồi. Mình sẽ tiếp tục cây ghép cái phòng phía này nữa nha các bạn ơi. Rồi, cái này chắc mình sẽ chia 3 quá. Chia 3 làm cho nó lẹ luôn các bạn à. Ơ, cái này mình sẽ chia 3 nha các bạn, làm cho nó lẹ nè. À, may quá chúng ta vẫn còn khá là nhiều sữa ở đây. Sẵn tiện thì mình sẽ cho sữa vào hết luôn nha các bạn ơi, tí nữa khỏi mất công. Đó, trong đây còn sữa nè, còn 3 xô nữa. Ngon lành. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chờ cho mấy cái thùng cái nó hoạt động xong nha các bạn ơi. Để mình đi ngủ một cái đã, trời nó cũng tối lắm rồi nè. Mình đang tiến hành chờ những cái hạt giống cuối cùng nè các bạn ơi. Hơi lâu một xíu nè. Ui, bên này xong rồi đó hả? À xong hết rồi nè các bạn ơi. Để chúng ta có được 3 cái Red Secret nè. Còn nữa không? Bên này hết trọi rồi thì vậy. Bên này kiếm coi các bạn ơi. Đây, thêm cái Red Secret nữa nè. Ồ, nó hơi lâu nhàng. Ôi, chúng ta thiếu 2 cái Floor hả? Đó, đây rồi các bạn ơi, 2 cái Floor nè. Florisantia. Hên quá, nó đều đủ hết nha các bạn ơi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi hồi sinh luôn ba cái loài cây cổ đại luôn nha các bạn à. Thì đầu tiên á sẽ là cái loài táo gai nha. Nó có tên là Ratigat nha các bạn ơi. Đây, đây là cái loài táo gai nè. Sau khi mình đã có đủ tất cả các cái hạt giống rồi thì mình sẽ tiến hành đi ra đây và farm thôi các bạn à. Chúng ta không có thể trồng ở trong mấy cái viện bảo tàng được. Tại vì viện bảo tàng của mình á, đất nó có dày có một ô thôi. Đó, ra đây mà trồng thôi các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ farm cái loài táo gai này trước, táo gai này trước nha các bạn ơi. Tôi cứ nhầm, trời ơi, nhầm tai hại quá à. Ok, farm cái này trước nha các bạn. 21 cây táo gai nha. Đó, cho nó ngon lành cành đào cái đã. Đã xong 21 cây táo gai rồi nè các bạn ơi. Tiếp theo là mình sẽ tới với cái loài thực vật có hoa thời tiền sử. Đó, đây là Dewhoffia nha các bạn. Ui, đây là Dewhoffia nha các bạn. Ơ, chúng ta trồng lên nhau vậy được luôn hả? Ơ, ơ, trồng được các bạn ơi. À, cao được 2 ô luôn. Wow, tính ra khá là hay nha. Ui, xịn sò phải chữ các bạn à. Để mình farm cho xong cái đã. Đó, đủ 21 cây rồi nè. Và loài cuối cùng trong tập ngày hôm nay cũng là một loài thực vật có hoa thời tiền sử luôn nha các bạn ơi. Đó, ôi cái này hoa trắng hả, nhìn hấp dẫn quá chữ các bạn ơi. Đây là Florisentia. Ui, nhìn đã chưa, nhìn nó trắng bóc các bạn ơi. Hấp dẫn nha. Rồi, và thế là mình đã farm xong rồi đó. Ủa, còn một cục nữa chứ.
À, bây giờ mới chính thức xong nè các bạn ơi. Hồi nãy bị hố. Rồi để sẵn mình đi vô mình lấy bột xương coi có bón cho tụi nó được không nha. Bột xương hình như mình có rất là nhiều luôn đó. Ui, mình mới nói có nhiều mà. Đây các bạn ơi, bột xương không có luôn không ta? Ui, bột xương không mình để ở đâu vậy ta? Qua đây không có nè. Qua mấy cái máy lọc cát kiểm tra coi. Có nè các bạn ơi. Đây, hai stack luôn rồi, hai stack là quá đủ rồi các bạn à. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi lên trên và trồng các loại cây cổ đại này luôn nha. Tại vì không có cái ma hoàng, cái cây Ephyr đó các bạn ơi, nên là chúng ta chỉ trồng có ba loại cây thôi. Đầu tiên mình sẽ trồng loại táo gai này nha các bạn ơi. Cứ đọc nhầm là táo dai thôi à, cây cú vậy. Đó, đây là táo gai nha các bạn. Ui, nhìn nó hấp dẫn phải chưởng à. Cái này nó cao thiệt sự các bạn ơi. Đó, nó cao ngang vai mình luôn đó. Để mình thử cho nó bone meal coi. À, nó lại rớt ra thêm mấy cái táo gai khác cho mình nè. Vậy thì chúng ta có thể nhân giống được nó rồi. Loại tiếp theo mình sẽ trồng đó chính là Dewhoffia nha các bạn ơi. Đây là một loài thực vật có hoa thời tiền sử nha. Ui, nhìn nó nè, rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Hoa tím hả? Hoa tím trắng nè các bạn ơi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Đó, đủ 21 ô rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ bón bone meal coi thử coi. Cái này thì không có bón bone meal được. Cái này không có thể farm được rồi. Thì những cái loài thực vật có hoa thời tiền sử này á, các bạn có thể trồng cho nó 2 ô cũng được nữa. Vậy thì để hôm nào rảnh á thì mình sẽ nhân giống thêm mấy cái cây Dewhoffia này nha. Và loài cuối cùng trong tập ngày hôm nay đó chính là Florisentia như các bạn ơi. Đó, cũng là một loài thực vật thời tiền sử có hoa luôn nha. Và cái này hình như nhìn nó khá là đẹp các bạn à. Wow, hoa trắng hả? Hấp dẫn, hấp dẫn. Đó, mình sẽ bón thử bột xương coi. Bột xương bón không được nữa các bạn ơi. Ôi, vậy thì chúng ta chỉ có thể nhân giống bằng cái cách cho nó vào mấy cái thùng cải thôi bạn à. Đó, nhìn hoa đẹp phải chưởng hả? Hai loài hoa và một loài táo gai. Rồi, để bây giờ mình đi xuống dưới mình ngủ cái coi. Trời nó cũng đã tối rồi. Thì mình đã hồi sinh ba loài thực vật thời tiền sử trong tập ngày hôm nay rồi nha các bạn ơi. Ui, hấp dẫn, hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng nghĩ qua coi. Vừa tham quan bảo tàng nè, vừa có thể ngắm các cái loài thực vật thời tiền sử nữa. Còn gì bằng các bạn ơi. Ui, bây giờ mình mới thấy cái bảo tàng mà nó đang đẹp ra rồi đó các bạn à. Đèn tí như vậy nhìn nó khá là ổn định ha. Và phần tiếp theo của video này chính là đi thu phục khủng long nha các bạn ơi. Chính xác là đi thuần hóa đó. Và loài khủng long mình dự định thuần hóa trong tập ngày hôm nay đó chính là khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex nha các bạn ơi. Hay còn gọi là T-Rex đó. Để mình tệ lại bọt qua chỗ tụi nó coi nè. Lâu rồi cũng không gặp lại bọn này nữa đó các bạn ơi. Ui, bọn nó đã to kinh khủng như thế này rồi nè. Ui, nó mới giết một con bò thì phải các bạn à. Ôi, kinh vãi chưởng ơi các bạn ơi. May là mình đang để chế độ bình yên đó, không là nó sẽ tấn công mình đó các bạn à. Để mình kiểm tra coi. Bọn này nó đang vui vẻ chứ gì ta. Ui, nó bự vãi chưởng anh em à. Nó cũng bình thường các bạn ơi, nó chưa có vui cho lắm. Bọn này chỉ bình thường thôi. Nó sẽ tấn công chúng ta khi mà nó đói thôi. Ui, tại chúng ta có một con T-Rex male nè, một con đực. Và tất cả các con còn lại đều là cá hết nha các bạn ơi. Ui, nhìn nó hùng vĩ bởi trưởng ạ. Và cái độ tuổi sinh học của cái bọn Tyrannosaurus này là 12 ngày tuổi nha các bạn ơi. Tương đương với 12 ngày trong Minecraft á, là nó sẽ phát triển tới cái kích cỡ hoàn thiện nha. Thì để thu phục T-Rex này á, chúng ta sẽ cần phải đánh nó xuống còn 7 máu. Nó cũng giống như Allosaurus thôi bạn ơi. Mình sẽ bắt đầu với một cái con đực này trước đi ha. Nó đang còn 11 máu rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ đánh nó còn 7 máu đi. Khi còn 7 máu thì nó sẽ tiến hành ngủ như thế này nha các bạn ơi. Ui, nhìn thương vãi chưởng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ còn cho nó ăn một cái viên Scarab Game này nha. Để mà hồi sinh nó lại nha. Thế là mình đã thuần phục được ẻm nó rồi đó. Chúng ta sẽ cần click chuột phải với lại cái cây whip này để mà cưỡi nó nha các bạn ơi. Chúng ta đang cưỡi khủng long bạo chúa nè các bạn ơi. T-Rex nè.
Ui nhưng mà nó to quá các bạn ơi. Nó to kinh khủng khiếp luôn đó. Ui nhìn nè. Ui nó cao kinh khủng vậy. Trời đất ơi. Bó tay với game này luôn. Cao to vãi chưởng luôn đó các bạn ơi. Thì á, cái viên Scarab game này á, các bạn có thể có từ đâu? Các bạn sẽ có được viên Scarab game này khi mà đào hóa thạch cho các bạn ơi. Nhưng mà nó sẽ tăng tỷ lệ nếu cây cấp của bạn có cái engine Archaeology nha. Ở đây thì mình đã có được engine Archaeology cấp độ 3 rồi nè. Nó sẽ giúp tăng tỷ lệ xuất hiện Scarab game đó. Ngoài ra thì cũng tăng tỷ lệ xuất hiện Relic Grab nữa. Còn bên đây mình có một cái engine khác, đó chính là Paleontology. Engine này giúp mình có được những cái hóa thạch sinh học đó các bạn ơi. Đó. Nói chung á, hai cái engine này á, nó ngược ngược nhau thôi các bạn à. Nhưng mà quan trọng là chúng ta đã thuần hóa được em Tyrannosaurus Rex rồi nè. Con đực duy nhất trong đàn luôn. Ôi nhưng mà bọn này hình như nó đâu có săn theo đàn đâu ha. Ơ sao mình bị đứng chỗ này rồi. À mình phải cặp cái cây whip các bạn ơi mới điều khiển nó đi được. Chứ mình cầm cái vật phẩm khác á là nó sẽ đứng yên như thế này nè, mà đổi qua cây whip thì nó lại đi nha. Ồ các bạn nhớ lưu ý cái điều này nha. Rồi tiếp theo mình sẽ thuần hóa luôn một cái con Tyrannosaurus cái khác nha các bạn ơi. Con đực đã thuần hóa rồi, bây giờ tới con cái thôi các bạn. Độ tuổi sinh học nó đã đủ rồi nè. Thuần hóa nó thôi. Rồi còn 11 máu thôi. Gõ cho nó xuống còn 7 máu nha các bạn. À chính xác là 8 máu thì nó sẽ nằm xuống như thế này rồi. Không còn có 7 máu. Rồi bây giờ cho nó ăn Scarab game thôi các bạn ơi. Thức giấc đi. Thuần hóa đi nè. Và chúng ta đã có thêm một em Tyrannosaurus Rex khác nữa rồi nha các bạn ơi. Thêm một em khủng long bạo chúa cái nữa luôn rồi nè. Ui. Không nhưng mà mình thích cởi cái con đực hơn. Con đực duy nhất trong đàn. Đó. Ui cái đầu nó bự kìa các bạn ơi. Nhìn nó to kinh khủng luôn. À ở phía bên này á, mình có một cái vòng. Đó. Cái này thì để mình xây một cái chuồng cho Confusion Sonic đó các bạn ơi. Nhưng mà mình chưa có thời gian để mình xây đó. Mình làm sẵn thôi. Tại vì mình nhốt mấy cái con Confusion Sonic chung với lại khủng long bay. Thì cái bọn khủng long bay á, nó ăn hết mấy con Confusion Sonic của mình rồi. Hiện tại thì mình đã chuyển tụi nó vào chung với lại chuồng của khủng long ăn cỏ. Đó. Vài bữa để mình xây xong cái chuồng này đi. Rồi mình sẽ cho tụi nó hồi sinh trong đây lại luôn nha các bạn ơi. Và thế là tập ngày hôm nay chúng ta đã thuần hóa được em khủng long bạo chúa rồi nha các bạn ơi. Quá là đã luôn. Ui thì nó xịn giờ quá chưởng ạ. À và cái em khủng long bạo chúa này á, để mình thử với lại cái cây school tip này coi. Đây là cây gậy đầu lâu nha các bạn ơi. Ui thử nó có bị lỗi như là cái bọn Allosaurus hôm trước không nha. Allosaurus là cái bọn này nè các bạn ơi. Cái bọn này thì hôm bữa mình xài cái cây Scutic không có được. Để bây giờ mình xài với lại con này thử coi. Á, cái con này thì xài được nữa các bạn ơi. Chúng ta có thể cho nó stay nè. Nó ở yên một chỗ rồi các bạn ơi. Cho nó follow chúng ta. Nó sẽ đi theo mình. Và Wander là di chuyển thoải mái nha. À, thế là mình biết rồi. Allosaurus nó đang bị lỗi với lại cái cây Scutic này. Còn T-Rex thì không các bạn ơi. Nói chung cũng hay đó. Rồi thì chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi. Thì tập ngày hôm nay mình đã hồi sinh xong ba loài thực vật cổ đại rồi nha. Loài đầu tiên là táo gai hay còn gọi là sơn tra nha các bạn. Và hai loài còn lại đều là các loài hoa thời tiền sử cả. Đó chính là Euphorbia và Florisantia nha các bạn ơi. Ôi sao em khủng long này đang làm cái gì vậy? Nó bị ngáo nè các bạn ơi. Ui con này chơi đá rồi nè. Con này thì mình chưa thường hóa. Ôi bạn nhìn nè, nó bị ngáo rồi. Ôi cái em này hình như ngủ hả? Ủa? Ôi nó ngủ hả ta? Ôi hay vậy. Nó nằm xuống các bạn ơi. Nó đang đi vào giấc ngủ rồi nè. Ủa cái con này cũng ngủ nữa hả? À nó chỉ hoạt động vào ban ngày đó các bạn ơi. Nó ngủ là đúng rồi. Tự nhiên không cho con nhà người ta ngủ. Thì chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.